Khoảng chục năm trở lại đây, nhóm từ Sài Gòn xưa đã xuất hiện và trở thành trào lưu trong một bộ phận người yêu Sài Gòn. Giữa một cuộc sống xô bồ, đầy bon chen, những người yêu Sài Gòn xưa lại muốn tìm về những ký ức trước đây của thành phố, được thể hiện qua những điều giản dị nhất như nét chữ trên bảng hiệu, các vật dụng hàng ngày, những tờ báo, tạp chí, thậm chí là âm nhạc. Và có những người lại muốn lưu giữ, làm sống lại một Sài Gòn xưa giữa một Sài Gòn đầy đổi thay. Một trong những nơi lưu giữ, gợi lại cho người ta nhiều nhất về Sài Gòn xưa hiện nay, đó là những kỷ vật ở chợ đồ cũ, nằm trong quán cà phê Cao Minh, ở hẻm 311/27, nơ Trang Long, quận Bình Thạnh. Chợ chỉ họp vào hai ngày cuối tuần, thứ Bảy và Chủ nhật. Đặc biệt là Chủ nhật, cả khách Việt lẫn khách ngoại quốc tới tham quan và mua sắm rất đông. Những món đồ bán ở đây chủ yếu là đồ trước năm 1975, từ những vật dụng đơn giản nhất như đèn dầu, báo cũ, nhìn rất thân thương và khiến cho người ta gợi nhớ về những thứ quen thuộc, những điều đã qua. Vì vậy, chợ rất thu hút khách, nhất là những người lớn tuổi. Chợ là cái hồi xưa, Sài Gòn đó, Hội An rồi đó, hồi xưa. Cái hồi xưa bán ở ngoài Đồng Khởi, Lê Công Kiều, chứ còn gì chỉ mới mở thôi, muốn đăng ký cũng được. Quen biết thì dễ hơn, Tân Quân 40 năm rồi, à, số 1. Thẳng đài số 1 quận 5 ký vào rồi. Chắc mình bán mấy cái đồ thật chứ. Mấy đồ thật chứ không bán đồ giả được. Mấy cái đồ nào nói đồ nào là mới, rồi cũ, nó là cũ. Thì không có được. Sau 40 năm, 100 năm cũng có. Tùy theo cũng đồ. Không lần nhiều. Khó luôn, dễ đâu. Không lắm. Bữa nay là chỗ 7 rồi mua bán xe thôi, vắng thôi. Còn ngày mai thì sinh nhật cả ngàn người luôn. Đi bộ gọn lọt á, nguyên lượng đi gọn lọt, mua đồ có nghe nhạc cũng có đủ thứ. Ở đây là mấy tay vô rồi, tay nè, cái Hồng Kông, Nhật vô đây, hên xui có từng bán được từng không. Rồi, chục năm rồi, nó tùm lum á, mua có người này mua có người kia, hay nọ, có người mua bán, có người mua chơi. Vừa không rất bán được nhiều lắm. Hôm nay là thứ Bảy nên nó vắng, Chủ nhật thì nó sẽ đông hơn, Chủ nhật sẽ đông hơn nhiều. Có dịch xong rồi người ta vắng không bớt đi chứ. Anh bán ở đây thì nó hơi chậm chút, tại vì ở trên lầu nó hơi chậm chút, hôm nay thì hơi chậm, có thể là người ta cũng chưa có lên, người ta cũng chưa thích lên lầu sao, nó hơi chậm chút, khá cũng vậy, hơi chậm chút, nhưng mà hốt. Thứ nhất là cái khu này nó mới sửa sang lại, cũng các khách hàng người ta cũng chưa quen lên lầu, nhưng mà hy vọng là sau này khi mà người khách thường thường những khách ở đây là khách cũ lui tới. Muốn cho nó có cái khung cảnh xưa vậy thôi, chứ còn 2023 mà vẫn đây là mới trang trí. Anh không hiểu năm 75 lúc anh còn nhỏ nó hiểu nó như thế nào, nhưng mà anh thấy nó hơi vị trí giống như về cũ một chút, không biết là năm nào nhưng mà cũ một chút. Trước năm 75 sau này anh không biết, nhưng mà người ta vị trí giống như nó hơi cũ một chút. Anh là người Sài Gòn. Trong chợ có khoảng hơn 50 gian hàng. Trước đây những người bán đồ cổ, đồ cũ và kể cả là đồ mới muốn có chỗ bán thì chỉ việc ghi danh với chủ quán cà phê. Chợ có một quy định, đó là phải bán hàng thật cho khách, không được bán hàng giả. Nếu bị khách khiếu nại về chất lượng hàng, thì sẽ không được bán ở chợ nữa. Những món đồ được bày bán ở chợ có nhiều mức giá khác nhau, từ bình dân vài trăm ngàn cho đến hàng chục, hàng trăm triệu đồng. Vì là quán cà phê, nên mỗi khách vào đều phải mua vé với giá 40.000 đồng, và khách có thể dùng vé để đổi nước uống. Dù quán đông khách, nhưng lại không ồn ào, bon chen.
chúng tôi tường trình cho đài SBTN tại Sài Gòn.